Hello anh em, chào mừng các bạn đã đến với vợ chồng mình DIY. Và hôm nay thì vợ chồng mình sẽ làm một vài món đồ trang trí từ những chai lọ cũ hoặc là cốc cũ như thế này, những thứ vợ mình sử dụng hôm nay. Cực kỳ đơn giản. Đúng rồi, đó là những cái chai các bạn vừa thấy. Sơn thì tùy các bạn thích màu sơn như thế nào thì và màu sơn nó hợp với phòng bạn như thế nào thì bạn sẽ sử dụng màu đó thôi. Tiếp theo đó là băng dính giấy và thêm một mảnh giấy giáp. Hy vọng là sau khi xem xong clip này của mình thì các bạn sẽ không bỏ những cái chai lọ của các bạn nữa. Và các bạn sẽ có thêm những cái món đồ đẹp để trang trí rộng phòng của mình. Ok. Thì đầu tiên là mình sẽ phải rửa sạch hết những cái giấy dính ở trên chai lọ. Sau khi rửa xong thì mình sẽ phải lau thật khô những cái chai này để khi sơn lên nó sẽ không bị chảy sơn ấy, cũng như là sơn nó sẽ dính, nó sẽ ăn được vào đồ mình sơn. Sẽ phải lau thật khô nhé các bạn nhé. Và bước tiếp theo thì các bạn có thể thoải mái sáng tạo những cái họa tiết mà các bạn thích. Các bạn chỉ cần dùng băng dính để dán vào những chỗ mà các bạn không muốn sơn lên. Sau đó thì chỉ việc sơn lên thôi là xong. Bọn mình vừa mới dán xong một vài họa tiết đơn giản. Cũng dễ đúng không các bạn? Và bây giờ sẽ đến cái phần thú vị nhất, đó là phần sơn. We'll be right back.
sơn bọn mình vừa mới sơn thì đã khô rồi. Và bây giờ bọn mình nghiệm thu thành quả nhé. Bây giờ mình sẽ bắt đầu từ cái kiểu như phẫu thuật thẩm mỹ xong rồi đang được bóc băng ra xem. Sơn thì sẽ khoảng 15 phút thì nó đã khô cái bề mặt rồi, nhưng mà các bạn nên để thêm khoảng 1 tiếng đồng hồ gì đó cho sơn nó cứng hẳn. Không có, nếu như nó vừa khô mà các bạn đã cầm vào luôn thì nó sẽ bị xước. Xinh phết nhá. Thế mình sẽ có 4 bình, 4 cái lọ. Cái này là cái mình cảm thấy là quan trọng và đặc biệt nhất. Và mình sẽ dùng cái cốc này để pin khi sử dụng hết đi các bạn. Theo như bọn mình tìm hiểu thì pin có tác hại rất lớn đến môi trường, nên là mình nghĩ việc thu gom pin như thế này sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với môi trường. Và bọn mình hy vọng là sau clip này thì các bạn sẽ tự tạo được cho mình những món đồ trang trí xinh như thế này. Và chúng ta sẽ góp phần là giảm rác thải từ chai lọ và bảo vệ môi trường. Chúc các bạn thành công. Bye bye.